Em thấy dây lửa của bút thử điện nó sáng lên rồi, đúng không? Dây này không có điện chứng tỏ cái dây này sẽ là cái dây nóng này. Anh em đụng vào đây bây giờ nó sẽ giật này ha. Mình sẽ cầm vào cây bút thử điện này. À sorry, cầm vào cái cây tua vít này. Và coi như cái đây là một cái vật gọi là vật dẫn điện này ha. Mình sẽ cầm cả 5 đầu ngón tay vào đây luôn. Để cho nó tiếp điện cho nó tốt nhất nha. Và mình sẽ giả lập, ví dụ như không may mà mình bị điện giật này mà chân của mình tiếp đất này nhá, thì nó sẽ như thế này. Và để kiểm chứng cho cái vấn đề là mình sẽ bật bóng điện lên. Nếu như cái automat này nhảy thì cái bóng đèn này nó sẽ tắt đi ha. Giờ mình quẹt vào đây cho anh em xem nhá. Quẹt vào cái cây tua vít này nha anh em. À, em thấy chưa? Và nếu như trong quá trình vừa rồi mà mình bị giật á, mà nếu mà mình đã bị giật thì chắc chắn là mình đã thả cái tua vít ra rồi. Đấy, tại vì cái cây tua vít này mình coi như là cái chất môi trường dẫn điện mà. Đó. À. Đó. À. Đó. À. Đó, 10 phát nhảy 10. Em thấy thực tế cái automatic này nó rất là nhạy, nhưng mà phải do anh em test là test như thế nào, đúng không? Test đủ cái dòng rò của nó thì nó mới nhảy được, còn anh em mà test chưa đủ dòng rò của nó thì đương nhiên nó sẽ không nhảy nhá. Em lưu ý ở cái vấn đề đấy. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và hôm nay thì như đã hứa thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho em chi tiết cách mà anh em sử dụng đấu cũng như là sử dụng làm sao cho nó chính xác, cách chọn lựa cái công suất của cái automat chống giật này làm sao cho nó phù hợp. Đây mình chỉ có một cái automat to mình làm mẫu thôi. Cái này là của Mitsubishi, mình về mình làm mua về để làm áp tổng trong gia đình này, điện 3 pha. Cái này mình không có bán nhé, chỉ có hướng dẫn sơ cho anh em thôi ha. Hay là hàng mẫu. Với anh em nào lần đầu xem video của Phong DIY mà chưa có đăng ký kênh thì anh em nhớ nhấn vào phần đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và anh em nhớ nhấn like, nhớ nhấn like nhé. Anh em nào chưa nhấn like thì nhấn like để ủng hộ cho mình với. Rồi, không làm mất cái thời gian của anh em nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cho em cách chọn lựa cái công suất của automat. Cái này nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nhiều anh em sẽ không biết. Em sẽ để ý ở trên đây nhé. Hầu hết trên đây là mình có các cái dòng 30A. Đây 30A là anh em dùng nhiều nhất, tại vì công suất của nó tải ok, công suất tầm trung và nó phổ thông nhất ha. Thì nhiều anh em thắc mắc là 30A này nó là cái gì, sao nó để là 30A chứ là 30A hay 15A hay là 20A. 30A ở đây nó hiển thị cái dòng tải nhá, nó có liên quan đến công suất. Thì để cách tính công suất thì nó đơn giản thôi, anh em lấy cái điện thế mà anh em đang dùng, ví dụ như là 220V, anh em nhân với cái cường độ dòng điện là 30A ha, thì nó sẽ ra 6600W. Như vậy tức là một con automat 30A này nó có thể tải được một cái thiết bị là 6600W. Tuy nhiên là đối với những cái thiết bị mà em chọn ấy, thường thì em phải trừ đi ít nhất là 10% công suất, tức là anh em chỉ chọn khoảng 6000 thôi. 6000. 6000 là vừa phải. Đấy. Thường là khi em chọn công suất em sẽ trừ đi 10%. Còn ví dụ nếu đây là công suất thật nhá, trên lý thuyết là công suất thật thì nó là tải là 6600W. Ví dụ như anh em gắn vô một con motor chẳng hạn, một con motor hoặc một con động cơ, công suất của nó là 6600W đúng không? Thì nếu như nó quá dòng, hoạt động quá dòng chẳng hạn, thì nó sẽ tự động ngắt nhá. Nó sẽ tự động nhảy cái automat này. Anh em lưu ý là trong các cái bản chất của automat ấy, automat cốc hay automat chống giật hay automat chống sét gì cũng vậy, thì bản chất của nó đều là một cái loại chống quá tải rồi. Em nhìn ở trên đây hầu hết nó có cái chữ line, cái nào nó có chữ line ở đây hết đấy. Và phía dưới này nó sẽ có chữ load. Line tức là điện vào nha anh em. Vậy điện vào thì em cứ cắm điện 220 bình thường nhá, cắm điện 220 điện lưới nha anh em, xài bình thường. Còn đây là điện ra, điện ra tải, ví dụ như em gắn vào motor, gắn vào máy nước nóng hay là gắn vào ấm siêu tốc hay bất cứ cái thiết bị nào với công suất nhỏ hơn cái thiết bị mà anh em chọn nhé. Rồi bây giờ mình cắm vào đây. Sau khi anh em đấu xong thì em cắm điện vô. Dùng điện thì luôn luôn anh em phải cẩn thận nhé, cẩn thận một chút nhé. Em nhớ gạt cái này lên nhá, gạt theo chiều lên trên nhá. Rồi em đo cái điện dưới đây. Đấy, em thấy là điện tải ra này nó cũng hiển thị là 235V, tức là cái automat này nó đang sử dụng bình thường.
Tiếp theo là anh em sẽ dùng một cây bút thử điện nhá. Một cây bút thử điện để em xác định cái cực nóng ở trên đây. Đây, em nhìn là cái chân bên tay trái của mình nó không có điện đúng không? Cắm ở chân bên phải nó sẽ có điện màu lửa đây. Tức là chân bên tay phải của mình là chân lửa nhá. Thì khi test thì em sẽ test cái chân lửa này, chứ chân lạnh thì nó sẽ không nhảy đâu, bởi vì chân lạnh anh em đụng đụng vào nó cũng đâu có giật đâu. Nếu mà chân của anh em cách điện thì anh em đụng vào nó cũng không có giật nhá. Này, mình sẽ test thử cho anh em xem. Test kỹ lại nha. Đấy, đây là chân lửa này, thử đụng vào nó giật cho nhảy ngửa lên đấy. Tiếp theo là anh em sẽ bấm cái nút này này, nút test này thấy không? Test. Đó, những cái nào mà cảm biến chống giật của nó còn chạy được á thì thường là sẽ nhảy. Cái này để cho em test nhanh thôi. Thường là những cái nào đó còn chạy được, còn cảm biến được, còn nhảy được thì cái nút của nó còn hoạt động. Còn cái automat nào mà anh em nhấn cái nút này này nó không nhảy này thì tôi nghĩ em nên thay đi nhá. Lâu lâu ví dụ 1 tháng 2 tháng anh em vào anh em gạt anh xem bấm nút cái xem có nó nhảy hay không. Nó nhảy chứng tỏ là anh em đang hoạt động được. Nếu mà không nhảy á thì anh em nên thay cái automat của mình đi là vừa ha. Mình có một cái lưu ý đối với anh em nhá, một cái lưu ý rất là quan trọng, đó là anh em tuyệt đối không dùng hai cây dây của cái điện áp đầu ra này anh em chạm vào nhau như thế này để cho anh em test cái chức năng chống giật của nó nha. Ok, anh em để ý vào đây nha, mình sẽ test cái độ nhạy của cái automat này. Đầu tiên thì mình sẽ bật cái automat này lên. Và trước tiên thì mình cần phải kiểm tra xem cái automat này nó có hoạt động bình thường hay không. Mình sẽ nhấn nút test. Nó nhảy, chứng tỏ là cái cảm biến chống giật nó có hoạt động bình thường nha. Đây, mình sẽ test cho anh em xem. Ví dụ như đây là giả lập anh em bị rò điện ha. Rò điện này. Đây, 1, 2, 3, thấy không? Mình sẽ test lại tới 5 lần cho anh em xem nha. 1, 2, 3, tiếp tục. 1, 2, 3, tiếp tục. 1, 2, 3, và 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Rồi, tiện đây thì mình cũng sẽ giải thích cho anh em là có nhiều anh em thắc mắc là Vâng ơi, anh mua về nhưng mà anh test y hệt giống em luôn, nhưng mà nó không có nhảy. Anh đổ nước xuống nền nhưng mà anh quẹt xuống nó không nhảy, anh quẹt xuống nền nó không nhảy. Em lưu ý là cái nền xi này thì nó không có giật điện nhá. Thì khi mà anh em bật lên này, mình bật lên cho em xem ha. Thì nó không bao giờ nó nhảy ha, không bao giờ nó nhảy đâu. Nhưng ví dụ bây giờ như này, em thấy thì thường thì mình test thì mình có dội nước đúng không? Và mình sẽ dội hai vũng nước và mình test thực tế cho anh em xem. Đây là vũng nước thứ nhất nha. Còn đây là vũng nước thứ hai. Rồi. Thì em biết là nước nó là cái dung môi dẫn điện rất là tốt. Những anh em nào mà từng bị điện giật thì sẽ biết. Tức là anh em nào mà tay ướt á, khi mà chạm vào điện thì nó sẽ giật mạnh hơn. Bởi vì nước là cái chất dẫn điện rất là tốt nha. Là cái chất dung môi dẫn điện khá là tốt. Đây, bây giờ mình quẹt thử cho anh em xem này. Đấy, tuy là có nước nhưng nó vẫn không nhảy, thấy chưa? Tức là nó chưa có phát hiện đủ cái dòng rò của nó thì nó chưa có nhảy. Có ví dụ như anh em để ý nhá, mình sẽ quẹt xuống đây. Mình sẽ đổ nước vào đây và mình quẹt. Đây, mình quẹt vào đây ha. Giờ mình quẹt vào đây đi. Đó, thì em sẽ thấy là nó nhảy. Vì sao vậy? Em thấy là ở đây nó có một cái khe nứt này không? Thì cái nước này nó chảy xuống dưới và nó thấm xuống dưới. Đó, nó thấm xuống dưới. Như vậy thì cái dòng rò của nó khi mà đủ tiếp đất á, nó rò đủ thì cái automat này nó sẽ nhảy, anh em thấy không? Đấy lý do vì sao anh em test nó không nhảy là bởi vì anh test không đúng. Đó nha. Còn thứ hai em để ý vào đây. Bây giờ mình sẽ chạm xuống đây này cho anh em xem. Mình sẽ ghi vào đây cho anh em xem nó nhảy bình thường nha. Đấy, thấy không? Bởi vì sao? Vì anh em thấy là ở đây là cái vùng đất rất là ẩm ướt và rêu nó mỏng trên đây này. Thì đây nó có cây và nó dẫn điện rất là tốt, nên mình chỉ cần chạm xuống đây là nhảy nhẹ thôi, thấy không? À, đó, à, đó, à, đó, 10 phát nhảy 10. Em thấy thực tế cái automat này nó rất là nhạy, nhưng mà phải do anh em test là test như thế nào, đúng không? Test đủ cái dòng rò của nó thì nó mới nhảy được. Có anh em mà test chưa đủ dòng rò của nó thì đương nhiên nó sẽ không nhảy nha. Em lưu ý ở cái vấn đề đấy. Và khi ví dụ như này, mình sẽ test cho em cái trường hợp như thế này nha. Bây giờ mình sẽ để tay của mình vào đây luôn. Bây giờ mình sẽ để tay của mình vào nước như thế này luôn nha. Rồi mình sẽ bật cái automat này lên và mình để cái tay này vào nước. Đúng không? Để tay vào nước và bây giờ mình sẽ cho cái dòng rò xuống cái điện này. Cho cái dòng rò, cho điện nó rò xuống cái vũng nước này. Em thấy cái vũng nước này chưa?
Đây này, mình quay sát lại cho anh em xem cái bụng nước này nhá. Nếu bình thường mà không có automatic chống giật mà quẹt vào đây chắc chắn là em sẽ bị giật nha. 1 2 3. À bây giờ mình quẹt này. Đó, em thấy chưa? Mình quẹt. Khi mà nó phát hiện đủ dòng ro là nó sẽ nhảy nhá. Đấy, em thấy là tay của mình để trên bụng nước này mà mình không có bây giờ bị giật. Đây, mình test cho anh em xem này. Tay mình để đây nhá, rồi mình bấm vào đây nha. Đấy, như vậy là nó chưa phát hiện đủ dòng ro này. Còn đây khi nào nó phát hiện đủ dòng ro thì nó sẽ giật. Em biết là nếu mà mình bị giật thì mình đã nhảy đen rồi, đúng không? Và em lưu ý nha, nếu anh em test như vậy anh em vẫn bị giật bình thường đấy. Mình test thì mình không bị giật nhưng mà anh em test anh em bị giật bình thường đấy. Bởi vì sao? Mình sẽ nói cho anh em là mình đi dép nha. Lưu ý khi test điện là anh em phải đi dép nha. Đi dép vô nha anh em. Thì em sẽ không có bị giật nha. Còn trường hợp này anh em bảo là nếu tôi đi dép mà tôi gắn vào đây thì nó sẽ như thế nào, tôi gặp thì anh em vẫn bị giật bình thường. Nhưng mà khi mà em bị giật á, em bị giật nhẹ thôi, rất là nhẹ nha. Mình đã thử rồi, mình thử vài lần rồi. Anh em bị giật rất là nhẹ thôi, giật te cái thôi, xong nó nhảy cái automat này. Đấy là do anh em biết sao, nước nó dẫn điện rất tốt và chân tay của em đang đang có nước này thì nó dẫn điện rất là tốt. Thứ hai là chân của em đang tiếp đất. Thì vô tình cái bản thân người của anh em là cái môi trường dẫn điện luôn, nó sẽ dẫn điện xuống đất nha. Nên em sẽ bị nhận dò trong cái khoảng thời gian mà nó bị rò điện á. Nó sẽ giật anh em rất là nhẹ thôi, nhưng mà anh em yên tâm là cái automat này nó vẫn nhảy nha. Nó bảo vệ anh em. Còn rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho em cách test nha. Đây là nguồn điện của mình, nguồn điện cấp vào nha. Mình sẽ test thử cho anh em xem. Đây, mình bật đèn lên nó sáng. Ha. Bật đèn nó sáng, tạm thời mình tắt đèn này đã cho ánh sáng nó không bị lóa. Thứ hai là mình sẽ cắm cái điện cấp nguồn cho cái automat này. Đây, mình cắm vào đây. Để kiểm chứng ở đây có điện thì mình sẽ đo điện cho anh em xem nha. Mình sẽ đo điện đầu vào đầu ra đi nha. Đây, em để ý nhá, điện của nó là 238V ha. Có điện rồi đó. Giờ động vô mà nó như automat mà không phải automat chống giật, nó giật cho anh em quăng tèo luôn nha. Mình sẽ test cho anh em xem cái dây nào là dây nóng. Đây, em để ý vào cái bút thử điện này. Dây này không nóng đúng không? Dây này, em nhìn này, bút thử điện nó nóng lên rồi. Sáng lên nha, tức là dây này là dây nóng ha. Thì đây sẽ là dây nóng. Rồi, em để ý ở đây. Mình sẽ giả lập cho anh em là đây là cái mái tôn nhà anh em nha. Không may mà anh em kéo dây điện ra xong nó bị đứt, xong nó cạo ở mái tôn đi ha. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây. Bây giờ mình bật điện lên nha. Em sẽ thấy sáng rồi đúng không? Giờ mình quẹt vào đây. Đầu tiên mình sẽ quẹt vào cái sơn này nha. Em thấy quẹt vào sơn thì nó sẽ cách điện đúng không? Thì nó sẽ không giật đâu. Nhưng mà ví dụ như anh quẹt vào cái chỗ này. Đó, anh em thấy chưa? Là ngay lập tức nó sẽ tắt ngay. Em thấy cái automat nó nhảy chưa? Và cái đèn, bóng đèn nó tắt đi rồi ha. Bây giờ mình sẽ bật cái này lên. Bật cái này lên nha. Và bật automat tổng lên, nó sẽ sáng điện lên. Bởi vì đầu kia mình sẽ để thêm một cái automat nữa, phòng như cái này nó không nhảy. Em thấy không? Rồi mình test lại cho em một lần nữa này. 1 2 3. Em thấy không? Nó nhảy bình thường nha. Test lại cho em thêm hai lần nữa đi ha. Nè, 1 2 3. Thấy không? Tiếp tục nha. 1 2 3. Em thấy không? Rồi tiếp tục nè. 1 2 3 là 1 2 3. Đấy, rất là nhạy đúng không? Giờ mình sẽ thử lại một lần nữa cho anh em xem nha. Rồi, đầu tiên mình bật điện lên, cấp nguồn cho nó. Thứ hai là mình sẽ gạt cái automat lên. Và mình phải nhấn lại một lần nữa xem có cái automat này có đang hoạt động bình thường hay không. Rồi, nó nhảy chứng tỏ nó đang hoạt động bình thường. Cái chức năng chống giật của nó đang hoạt động bình thường. Tiếp theo, mình sẽ cầm cái tô vít này. Em thấy mình cầm cả 5 đầu ngón tay vào cái tô vít này chưa? Đây là cái tô vít có dẫn điện nha anh em. Em nhìn thấy cái thanh sắt này không? Mình sẽ giả lập cho anh em là như sau. Là trong cái quá trình mà mình kéo dây điện lên mái tôn á, và nó bị cạ vào cái mái tôn, đúng không? Cái dây nó hở ra. Thì nếu trường hợp mà anh em không có automat chống giật thì anh em sẽ bị giật là cái chắc rồi. Vấn đề nguy hiểm tính mạng hay không thì mình không biết nha. Còn đây anh em sẽ nhìn nha, nếu có automat chống giật này, em nhìn nha.
Đây nhá, tay của mình cầm vào đây luôn nha anh em nhá. Và mình quẹt sẵn vào đây luôn này. 1, 2, 3, em thấy chưa? Mình không hề bị giật. Nếu như mình bị giật thì chắc chắn theo phản xạ thì mình đã bung cái tô vít này ra rồi. Em thấy là đây chỉ là cái chức năng rất tuyệt vời của Automat chống giật. Ha. Và trên thị trường, tại sao mình lại đưa cái Automat này ra để mình làm mẫu thôi. Trên thị trường thì em sẽ biết rằng nó sẽ có tồn tại một cái loại Automat. Nó có sản xuất một cái Automat vừa chống quá tải, vừa chống chập, chống chạm, vừa chống giật luôn. Đấy, có cái còn có chống sét nữa cơ ha. Thì em để ý đây là một cái Automat mẫu mà mình làm cho anh em, một cái Automat công nghiệp 3 pha nha, 100A. Thế đây nó có cái chức năng chống chạm này các bạn. Cái chống chạm nó sẽ có thêm cái nút nữa. Cái nút này, hôm nay mình ấn vào đây nhé. Ví dụ mình ấn vào đây. Đấy, thì nó sẽ nhảy luôn. Để nó test cái chức năng là có chống chạm được hay không. Tức là cái chống chạm của nó đang còn ok nhé. Cái cảm biến chống chạm của nó đang còn ok thì nó sẽ nhảy. Còn đối với cái nút mà anh em để ý là cái nút này là cái nút chống chập này. À, sorry, chống giật này. Thì phải có điện vào thì nó mới hoạt động được nhá. Em lưu ý là phải cắm điện vào thì nó mới hoạt động được. Còn mình không cắm điện vào thì nó sẽ không hoạt động. Còn có vài anh em sẽ hỏi là cái này có chống sét hay không. Thì anh em lưu ý là cái này nó không chống sét nhá. Cái này tuyệt đối nó không chống sét. Nhưng mình nói rõ với anh em rồi, nó chỉ có hai chức năng thôi, chống quá tải và chống giật. Nhớ nha anh em, chống quá tải và chống giật thôi. Có anh em nào muốn chống sét thì anh em mua CV chống sét. Em nào muốn chống chạm thì anh em muốn là mua CV chống chạm. Có anh em muốn mua loại mà có cả ba chức năng trên thì em phải bỏ ra một cái số tiền cũng khá khá đấy. Có anh em nào mà cái điều kiện của mình ít ấy, gia đình của mình ít điều kiện mà vẫn muốn mình có một cái automat mà chống giật ha, thì em có thể là bỏ ra một cái số tiền nhỏ thôi để mua những cái automat như thế này. Tại vì thực tế thì nhà anh em nào cũng có automat chống chạm rồi. Cái automat nào ở tổng ở trên cột điện nhà anh em ấy nó cũng đã có, nhà nước nó đã lắp sẵn cho em một cái automat chống chạm rồi. Nếu không may mà chạm ấy, cái automat tổng nhà anh em nó không nhảy thì cái automat ngoài trụ điện nó cũng nhảy rồi, đảm bảo với anh em luôn nha. Ok, như vậy thì mình vừa mới chia sẻ xong những cái chi tiết về cái cách anh em sử dụng cái automat chống giật của Hàn Quốc, cũng như là cách lắp đặt, cách tính toán trong cái hệ thống trong gia đình của anh em sao cho nó hợp lý nha. Vậy thì anh em nào thấy hay thì nhớ nhấn cho mình một like nhá, nhớ nhấn nút like để ủng hộ cho mình. Đồng thời những anh em nào lần đầu xem video mà chưa đăng ký nhá, thì mình xin nhắc lại anh em vui lòng nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và cũng như là anh em nhấn chuông. Nếu em nào quan tâm thì có thể nhấn chuông để những thông báo mới nhất của mình để theo dõi những cái video thú vị hơn nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào anh em.